Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 16 tháng 2. Thường vụ Quốc hội đã xem xét thành lập thêm một thành phố và hai thị xã. Và tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét quyết định thành lập thêm một thành phố, hai thị xã, 4 phường và 11 thị trấn để điều chỉnh nội giới một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn của 10 tỉnh. Chiều ngày 15 tháng 2 thì tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành phiên họp đầu tiên của năm mới Quý Mão, cũng là phiên đầu tiên thực hiện theo quy chế hoạt động mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nêu rõ phiên họp đã bám sát hoàn thành nội dung theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận cố gắng nỗ lực lớn của các hữu quan đóng góp vào các kết quả của phiên họp. Điểm lại các kết quả của phiên họp thì Chủ tịch Quốc hội đã nêu rõ đối với 3 dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần này về cơ bản đủ điều kiện để xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, luật phòng thủ dân sự và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Về các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp này, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua được 2 nghị quyết là nghị quyết về hướng dẫn thi hành một số điều của nội quy kỳ họp và nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Thường vụ, đồng thời cho ý kiến bước đầu về dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề thi đua khen thưởng. Liên quan đến địa giới hành chính thì tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ đã xem xét quyết định thành lập thêm được một thành phố, hai thị xã, 34 phường và 11 thị trấn và điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn của 10 tỉnh. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là bước quan trọng để hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương, thực hiện nghị quyết trung ương về vấn đề phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa là các phương thức được tăng lên khá cao. Và đó là cái thông tin ngày 16 tháng 2. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ một comment và đừng quên đăng ký với chúng nhé.